Trong những ngày qua, đông đảo dư luận người dân và khách hàng tiêu dùng nhiên liệu đang xôn xao về việc giá xăng khoáng A95 liên tục tăng cao mà không có những thông báo rõ ràng và mức chênh lệch giữa A95 và xăng E5 cũng cao. Chúng tôi đã có những trao đổi với chuyên gia kinh tế, ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ chống hàng giả Việt Nam về vấn đề này. Khi áp dụng vào xăng E5 trên diện toàn quốc thì người dân chưa được hiểu biết kỹ về xăng E5. Cái công tác tuyên truyền nó chưa đạt cho nên là gây ra cái hiện tượng là rất là hoang mang trong người dân và cái phản ứng e dè đối với xăng E5. Theo giải thích của lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phía Bắc, giá bán xăng RON 95 tăng là do giá thế giới biến động ảnh hưởng trực tiếp tới giá bán lẻ. Cùng với đó, việc ngừng chi quỹ bình ổn giá với xăng khoáng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 cũng khiến xăng RON 95 đắt thêm 500 đồng trên 1 lít. Riêng xăng sinh học E5 là do nhà nước bình ổn chi quỹ nên mới giữ giá. Hơn nữa, cơ chế điều hành xăng dầu hiện nay theo chủ trương của chính phủ là hướng tới khuyến khích tiêu dùng xăng sinh học E5. Nếu giá xăng E5 rẻ hơn thì người dân sẽ tự giác mua xăng sinh học E5. Giá xăng A95 tăng mạnh vượt mức 20.000 đồng trên 1 lít nhưng lại không được Liên Bộ Công Thương Tài chính công bố công khai trong thông cáo báo chí điều hành giá xăng dầu. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Ngọc Hùng, mặt hàng xăng dầu là mặt hàng quản lý của nhà nước. Do vậy, tăng giá hay giảm giá phải có sự điều tiết của nhà nước. Theo Nghị định 83, mặt hàng xăng dầu là mặt hàng quản lý của nhà nước. Do vậy, cái việc tăng giá hay giảm giá thì phải có sự điều tiết của nhà nước. Thì theo trả lời của Bộ Công Thương, vừa rồi là xăng A95 là loại xăng đặc biệt. Cho nên là nhà nước không quản lý về giá, dành cho các đơn vị kinh doanh xăng dầu tự chủ. Và chính vì tự chủ cho nên là các công ty xăng dầu đột ngột tăng giá. Là nó như vậy nó đã đúng với kinh tế thị trường hay chưa? Tôi nghĩ là chưa. Lợi nhuận đấy mang lại cho ai? Chắc chắn rằng lợi nhuận đấy rơi vào túi những cái đơn vị kinh doanh xăng dầu. Tăng giá xăng A95 để hướng tới người tiêu dùng sử dụng xăng E5, tôi nghĩ đấy là một hành động ép người tiêu dùng. Vì chúng ta đang ở một nền kinh tế thị trường. Và càng thị trường thì càng phải minh bạch, càng phải rõ ràng. Và cái việc tăng giá hay giảm giá là theo giá thị trường, chứ không thể là tăng giá tùy tiện để ép người dân phải dùng một cái gì đó. Cũng theo chuyên gia kinh tế Phạm Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ chống hàng giả Việt Nam, để người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn thì cũng chưa nên dừng bán xăng A92 một cách đột ngột như vậy. Để người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn thì cũng chưa nên là dừng bán xăng A92 một cách đột ngột như vậy. Để người tiêu dùng có sự so sánh, chỉ có người tiêu dùng mới đánh giá chính xác nhất tác dụng của xăng E5 hay A92. Đồng thời, nếu chúng ta sử dụng E5 thì chúng ta cũng nên quản lý luôn giá của xăng A95 để làm sao giá xăng A95 cũng đồng nhất với giá của thị trường Việt Nam và thị trường thế giới. Việc khuyến khích sử dụng xăng E5 là đúng với chủ trương của nhà nước. Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn lo ngại bằng cách tăng giá những mặt hàng xăng khác thì có làm cho tâm lý của người tiêu dùng cảm thấy dễ chịu khi chuyển sang sử dụng xăng sinh học E5 và liệu rằng giá xăng có thực sự được điều hành theo cơ chế thị trường khi chính phủ đang khuyến khích sự minh bạch thì hàng triệu người tiêu dùng cũng đang chờ đợi cơ quan quản lý chức năng như Bộ Công Thương có tiếng nói giải thích rõ ràng như trường hợp xăng A95 đang tăng mạnh mà không có thông báo.